đời anh. Lửa rừng bập bùng vách núi, em ơi em là cố gắng, từ lâu anh đợi anh chờ, con sông của người quan họ suốt đời vẫn chảy. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an thị xã Nghi Sơn tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Năm 2020, thị xã Nghi Sơn hoàn thành bàn giao mặt bằng 470,03 hectare tại 87 dự án, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Hiệu quả từ việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nước mắm tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, tại làng du lịch Yên Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, tổng kết hoạt động của hệ thống Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch 27 huyện thị thành phố, chủ nhiệm một số câu lạc bộ và nghệ nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch 27 huyện thị, thành phố trong tỉnh đã vượt lên khó khăn thách thức, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương. Trong đó đã tuyên truyền trực quan được 40.500 băng rôn, 25.095 khẩu hiệu, 3.200 cụm cổ động, 300 đợt tuyên truyền bằng xe cổ động, 250 buổi tuyên truyền lưu động, phát sóng 4.348 chương trình thời sự và phát thanh địa phương. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn cơ sở, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, tạo không khí vui tươi phấn khởi, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh,
góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, của ngành và tỉnh. Năm 2021, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch 27 huyện thị thành phố trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin thể thao du lịch, bảo tồn, gìn giữ, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa, tăng cường hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở, nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tập trung phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Sự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và trưởng công an 31 xã phường. Năm 2020, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế. Trong năm, Công an thị xã đã phát hiện tiếp nhận 254 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội với 284 đối tượng, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2019. Phát hiện và tiếp nhận 65 vụ tội phạm về ma túy với 144 đối tượng, đồng thời tăng cường đấu tranh, mở rộng với các đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ, hoạt động tín dụng đen, kinh doanh hàng hóa không có giấy phép kinh doanh, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm. Trong năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện, tiếp nhận 24 vụ, 24 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại, giảm 11,1% so với cùng kỳ. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm đúng pháp luật. Trong năm 2020, Công an thị xã và Công an các xã phường đã nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tích cực tham gia, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã cũng thông qua kế hoạch công tác công an năm 2021 và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được của lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn trong năm 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị Công an thị xã Nghi Sơn và Công an các xã phường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã, tôi thống nhất cao với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch công tác năm 2021 của Công an thị xã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, các sự kiện ngày lễ trọng của đất nước, địa phương, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân, nghiên cứu phối hợp xây dựng ra mắt các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án 375 chỉ thị số 10 của Ủy ban dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Hai là
nắm chắc tình hình, chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp cùng với các phòng, ban, ngành và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự, hiến nhượng đất trái phép trong tôn giáo, phát hiện và phát triển đảng trái pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động khiếu kiện, đình công trái pháp luật, triển khai các biện pháp bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Nghi Sơn và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác của thị xã. Ba là cần tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc trong dư luận, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các ban ngành, địa phương, đơn vị để tham mưu xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bốn là tổ chức rà soát, đề xuất giới thiệu nhân sự công an tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, thị xã Nghi Sơn được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 91 dự án với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 480,31 ha. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện giãn cách và cách ly xã hội trong thời gian dài, nhưng với việc chủ động thực hiện kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các xã, phường và từng thành viên các hội đồng giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thị xã Nghi Sơn đã giải phóng mặt bằng đạt 470,03 ha tại 87 dự án. Xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã cũng như trong khu kinh tế Nghi Sơn là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm thực hiện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch số 17 KHUBNR ngày 31 tháng 1 năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án năm 2020 trên địa bàn thị xã, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện, trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đến cấp ủy chính quyền các xã phường, các đơn vị chức năng liên quan, giao nhiệm vụ cụ thể từng nội dung công việc cho từng tổ chức cá nhân, phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của thành viên các hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án. Trong năm, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức 112 hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các dự án, thực hiện trên 100 hội nghị trực tiếp đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng các dự án, nhất là tại các dự án trọng điểm như dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án đường điện 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào lưới điện quốc gia, dự án đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đường Đông Tây 1 kéo dài, các tiểu dự án khu tái định cư, các dự án hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của các hộ thuộc diện bị thu hồi đất, thị xã Nghi Sơn đã áp dụng các biện pháp hành chính quyết liệt. Trong năm 2020, thị xã Nghi Sơn đã ban hành 156 quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại 6 xã phường, tổ chức thực hiện 6 phương án đảm bảo an ninh trật tự, chống tái lấn chiếm sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công thực hiện 5 dự án. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không kể ngày đêm, nhờ đó hầu hết các dự án triển khai trên địa bàn thị xã được đảm bảo về mặt bằng. Kết quả trong năm 2020, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện việc đo đạc, kiểm kê 488,27 ha trên 90 dự án, tổ chức lập phương án bồi thường cho 477,87 ha trên 90 dự án, ban hành quyết định thu hồi đất cho 3.210 lượt hộ, thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường 852,84 tỷ đồng trên 4.383 lượt hộ, bao gồm chuyển tiếp năm 2019. Hoàn thành chi trả 563,4 tỷ đồng trên 2.694 lượt hộ.
hoàn thành bàn giao công tác giải phóng mặt bằng 470,03 ha tại 87 trên 91 dự án, đạt 97,86% kế hoạch được giao. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay thị xã Nghi Sơn đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo yêu cầu tiến độ để các nhà đầu tư thực hiện các dự án, góp phần vào sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn cũng như của thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Mai Cao Cường, thị ủy viên, giám đốc Ban giải phóng mặt bằng thị xã Nghi Sơn cho biết. Đối với năm 2021 thì theo cái kế hoạch đang được chúng tôi rà soát ban đầu với tổng số là 141 dự án với cái tổng diện tích thu hồi là 522,72 ha. Tuy nhiên thì ngay từ đầu năm chúng tôi sẽ có mời các cái chủ đầu tư của các dự án đến để tiếp tục rà soát và đồng thời xác định cái diện tích cần phải giải phóng cụ thể trong năm để ký cam kết với các chủ đầu tư, đồng thời sẽ có những cái điều chỉnh với các cái diện tích nó phù hợp theo nhu cầu của các chủ đầu tư và theo yêu cầu của các cái dự án cụ thể. Chúng tôi sẽ phát huy tốt các cái kết quả của năm cũ và những cái bài học từ những bài học kinh nghiệm, từ những cái kinh nghiệm của năm 2020 sẽ thường xuyên là có cái rà soát đôn đốc để thực hiện cái tiến độ của từng dự án, đồng thời là cũng sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng thị xã, Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã là sẽ lựa chọn các cái dự án ưu tiên trong từng thời gian cụ thể với từng nhóm công việc cụ thể, và sẽ với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã xuống đến cơ sở và sự đồng thuận của người dân trong các vùng dự án, chúng tôi thiết nghĩ là trong năm 2021 Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ đạt được cái kết quả giải phóng mặt bằng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 tháng 12 năm 2020, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ. Khi thời tiết chuyển lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường, vì vậy dễ làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, trong chương trình hôm nay, bác sĩ Lê Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau. Trong thời gian tới thì thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và học sinh. Để chủ động các cái biện pháp phòng chống rét, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau. Thứ nhất là phải đảm bảo giữ ấm khi trời rét đậm, rét hại, đặc biệt là người già, trẻ em và học sinh, để đề phòng các biến chứng về hô hấp và tim mạch. Thứ hai là phải đảm bảo cái giữ ấm ở các vùng lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở ngực, ở cổ. Đối với những người làm việc ngoài trời khi thời tiết rét đậm, rét hại thì phải được trang phục bảo hộ, phải ấm, đủ ấm và tránh để da tiếp xúc với thời tiết lạnh. Cái thứ ba là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ăn chín, uống chín. Đảm bảo ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thứ tư là thực hiện tiêm chủng phòng bệnh, đặc biệt là tiêm chủng các vaccine có trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, cũng như là các vaccine dịch vụ theo khuyến cáo của các cơ sở y tế. Thứ tư là đảm bảo an toàn, không để xảy ra ngộ độc khí khi sưởi ấm, không thực hiện dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong phòng kín, đặc biệt là về ban đêm. Khi có các dấu hiệu bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, nói đến nước mắm Ba Làng là nói đến một thứ sản vật dân gian có truyền thống lâu đời của huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn. Vùng Ba Làng có lợi thế về đất đai rộng,
nghề khai thác tập trung đánh bắt cá cơm, cá nục, moi, nên chủ động được nguyên liệu để sản xuất nước mắm. Từ chỗ phát triển nhỏ lẻ, tự phát, những năm gần đây, do nhu cầu của thị trường tăng cao, nên nghề làm nước mắm ở Ba Làng phát triển mạnh mẽ. Nhiều hộ gia đình đã phát triển từ tổ hợp sản xuất lên thành công ty. Sản phẩm nước mắm Ba Làng trở nên nổi tiếng trên toàn quốc. Vùng Ba Làng có gần 100 hộ chuyên sản xuất nước mắm, với sản lượng trên dưới 10 triệu lít nước mắm trên một năm. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Lạch Bạng, mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 4 triệu lít nước mắm mang nhãn hiệu Ba Làng Lạch Bạng. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, giảm thời gian và sức lao động mà vẫn đảm bảo được mùi vị đặc trưng của nước mắm truyền thống, tháng 10 năm 2019, công ty đã đưa mô hình ứng dụng sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất và chế biến nước mắm với quy trình khép kín. Hệ thống thu nhiệt, cấp nhiệt thông qua tấm thu năng lượng mặt trời có tác dụng hấp thu và tích tụ ánh sáng mặt trời, làm gia tăng nhiệt độ cần thiết cho quá trình lên men nguyên liệu để tạo nước mắm. Quá trình vận hành liên tục đã thay thế quá trình náo đào truyền thống, và sau một thời gian nhiệt độ bể chượm được nâng lên đạt đến nhiệt độ tối ưu của quá trình lên men tạo nước mắm. Giải pháp này đã thay thế cho nhiều công đoạn chính của quá trình sản xuất nước mắm trước đây, như phơi, đảo, lọc. Điều này hạn chế hoàn toàn việc hở nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Quá trình phân hủy cá lên men không tỏa ra bên ngoài, giữ môi trường trong lành và khắc phục được những hạn chế của phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống. Mặt khác, nước mắm sẽ không bị vương vãi ra bên ngoài như cách sản xuất thủ công trước đây. Với tấm thu năng lượng mặt trời, công đoạn sản xuất sẽ bỏ qua việc mở nắp thùng ủ, đảo nên không bay hơi, chất lượng nước mắm được bảo đảm và đỡ tiêu hao so lượng nước bốc hơi. Lượng nước mắm cốt thu được nhiều hơn 30% so với cách làm truyền thống và được chuyển hóa tối đa so nhiệt độ đạt ở mức tối ưu. So với phương pháp truyền thống, công nghệ này giảm 1/3 thời gian sản xuất nước mắm và bỏ qua các công đoạn phơi, đảo, lọc, nhưng vẫn giữ nguyên mùi vị của nước mắm truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, là một xã thuần nông, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi, nên xuất phát điểm thấp hơn so với mặt bằng chung của thị xã. Nhưng anh Sơn lại là một điển hình về ý đảng, lòng dân, khi là địa phương thứ tư về đích nông thôn mới sau Bình Minh, Hải Châu, Ngọc Lĩnh. Có được kết quả đó chính là nhờ sức mạnh của ý chí của khối đại đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành lộ trình đạt xã nông thôn mới. Không dừng lại ở thành tích đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Anh Sơn tiếp tục cố gắng, nỗ lực, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí để đáp ứng với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí về đường giao thông và hạ tầng cơ sở. Năm 2020, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và ngân sách địa phương, xã Anh Sơn đã thi công tuyến đường trục chính dài 2,7 km với kinh phí 2,8 tỷ đồng. Tuyến đường xây dựng và đi vào sử dụng sẽ tiếp tục làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của Anh Sơn, đồng thời góp phần giao thương kinh tế với các địa phương lân cận. Với xác định kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, nên vấn đề về nạo vét kênh mương, nước tưới cho cây trồng luôn được triển khai hàng quý, hàng năm. Vì vậy, Anh Sơn luôn được xem là vựa lúa của các xã phường phía Bắc thị xã Nghi Sơn. Không chỉ xây dựng địa phương có nền kinh tế vững chắc, ổn định, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Anh Sơn tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi ý nghĩa, nhất là vận động xã hội hóa nâng cấp, tu sửa thiết chế văn hóa cơ sở. Theo đó, năm 2021 sẽ tiến hành nâng cấp tu sửa nhà văn hóa thôn Khiếu, đầu tư tôn tạo đình bài, khu thể thao thôn Yên Tôn. Anh Sơn hôm nay đã thực sự đổi thay một diện mạo, một sức sống của xã nông thôn mới, đã mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống vật chất ấm no và đời sống tinh thần phong phú. Từ thành công xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn, thì bài học minh chứng về huy động sức dân, khơi gợi ý chí tự lực tự cường của nhân dân
như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề năm 2020, đã uống rượu bia, không lái xe, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Ban An toàn Giao thông thị xã đã ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành xã phường thực hiện quyết liệt việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại hành lang an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành và nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông của toàn dân. Tuy nhiên, trong năm 2020, trên địa bàn thị xã vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết người và hư hỏng nhiều tài sản. Trên tuyến giao thông đường bộ đã xảy ra 137 vụ, làm chết 46 người, bị thương 97 người. Tai nạn giao thông đường sắt 1 vụ, bị thương 1 người. So với năm 2019, giảm 12,17% về số vụ, giảm 8% về số người chết và giảm 22,6% về số người bị thương. Trong năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghi Sơn đã xây dựng 50 phương án, kế hoạch, văn bản, thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện và lập biên bản 10.513 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 10.011 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng. Trong đó xử lý vi phạm chủ yếu về tải trọng 174 trường hợp, nồng độ cồn 179 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm 6.500 trường hợp. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã còn chủ động phối hợp với Đội Quy tắc xây dựng, Ban An toàn Giao thông tổ chức 2-3 buổi ra quân giải quyết các điểm phức tạp về trật tự công cộng, tiếp tục duy trì 3 mô hình ngã tư Bình Yên, bến đỏ an toàn và cổng trường tự quản về an ninh trật tự trường học. Hiện nay, đội đã xây dựng kế hoạch riêng và chủ động tham mưu vào các kế hoạch phối hợp để thực hiện có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2021 và nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để nhân dân đón xuân an toàn, hạnh phúc. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thực hiện công điện số 1838 CDTTG ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19, công văn số 54 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, công văn số 118 ngày 25 tháng 12 năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai ngay một số nhiệm vụ sau. 1. Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của Sở Y tế và của thị xã, cụ thể như sau. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là tổ chức tốt việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân theo nội dung công điện số 1852 CDBCD ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh. Công văn số 1666 CDTTG ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện số 1699 CDTTG ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện số 29 CDUBNC ngày 3 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường giám sát cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường biển, đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,
nhất là các trường hợp như bệnh nhân 1440 tại tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân 1451 và 1453 tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 1452 tại tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong trạng thái bình thường mới, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch tại các khu vực trọng điểm như bệnh viện, điểm tổ chức lễ hội, du lịch, sự kiện văn hóa, chính trị lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly. Đặc biệt chú ý, bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây chéo trong khu cách ly, các cơ sở y tế và lây lan ra cộng đồng. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Tăng cường hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ giám sát phòng chống dịch từ thị xã đến các xã phường, tổ dân phố, thôn, bản, cụm dân cư và nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện rà soát bổ sung phương án cụ thể và thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị và trong phạm vi quản lý, kiểm điểm xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh. Phối hợp với ngành y tế, ban chỉ huy quân sự, công an thị xã và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tiếp nhận công dân từ nước ngoài về, người nước ngoài đến để cách ly tại khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã an toàn và hiệu quả. 2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, có phương án sẵn sàng triển khai, kích hoạt, vận hành, tiếp nhận, tổ chức cách ly các đối tượng ngay khi có sự điều phối chỉ định của Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Việc tiếp nhận vận chuyển cách ly các đối tượng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng. Các cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn số 594 ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về tổ chức khu vực cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố phòng chống dịch COVID-19. Công văn số 600/CV-BCD ngày 15 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về việc bố trí cơ cấu tổ chức và hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định số 1246/QĐ-BIT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch chủ trì, chủ động phối hợp với ngành y tế, các ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo tuyên truyền cho các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn phải thực hiện bắt buộc khai báo y tế đối với khách lưu trú, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các lễ hội, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại các khu, điểm du lịch, di tích danh lam thắng cảnh. 4. Các phòng ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa bàn được phân công, phụ trách chỉ đạo, kịp thời báo cáo trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã nếu các ngành địa phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan lơ là, thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng chống dịch hoặc triển khai thực hiện không đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 5. Ủy ban Nhân dân các xã phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường là trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu hoàn toàn trách nhiệm công tác phòng chống dịch ở cơ sở theo thẩm quyền. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, rà soát, giám sát, kê khai, khai báo y tế các đối tượng liên quan theo quy định để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, phòng y tế, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết, bảo đảm
cho việc thực hiện cách ly theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ban ngành, đơn vị, tổ chức trên địa bàn, căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký Mai Sĩ Lân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học với 8 điểm mới nổi bật. Khát vọng phát triển đất nước. Điểm mới đầu tiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, là việc xác định chủ đề Đại hội 13. Dự thảo báo cáo chính trị nêu, chủ đề Đại hội 13 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, so với Đại hội 12, chủ đề Đại hội 13 đã bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng và nêu bật khát vọng phát triển đất nước cũng như mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Điểm mới thứ hai, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, là việc xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, qua đó đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12, 10 năm thực hiện cương lĩnh và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, đồng thời nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điểm mới thứ ba, các dự thảo văn kiện đã đưa ra những dự báo về tình hình thế giới và khu vực, trong đó nhấn mạnh thế giới đang phải trải qua những biến động to lớn, kinh tế đang lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Còn ở khu vực, những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới. Điểm mới thứ tư, so với các đại hội trước, dự thảo báo cáo chính trị đã nêu hệ quan điểm chỉ đạo với những quan điểm nổi bật, trong đó tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Năm 2025 vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Điểm mới thứ năm được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đề cập là cách tiếp cận và xác định mục tiêu, trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, dự kiến đến năm 2025, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 4.700 đến 5.000 USD, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, dự kiến GDP bình quân đầu người khoảng 7.500 USD, trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 có thu nhập cao, theo ông Thông là hoàn toàn khả thi. Điểm mới thứ 6, dự thảo báo cáo chính trị đã nêu 12 định hướng phát triển đất nước 10 năm tới, giai đoạn 2021-2030. Trong đó, dự thảo đã đưa ra các định hướng về thể chế, phát triển kinh tế, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, con người, định hướng về xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, định hướng về bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại, nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn. Cùng với đó,
dự thảo đưa ra điểm mới thứ 7 trong việc xác định nhiệm vụ, giải pháp, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điểm mới thứ 8, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, dự thảo đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các đột phá chiến lược về thể chế, hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Liến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.